Chào các em, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái nội dung tiếp theo trong chương trình toán hình lớp 10 chương 1 về phần vector. Nội dung của bài hôm nay chính là tích của vector với một số. Thế thì như các em đã biết, vector là một đoạn thẳng có hướng. Và việc cộng trừ hai vector nó không giống như việc gì ta cộng trừ hai số thực. Ví dụ như A cộng B thì gì? Ví dụ ta lấy 3 cộng 4 bằng 7 đi. Thế thì vector nó khác, 3 cộng 4 có thể gì? Sẽ là nhỏ hơn 7. Đúng chưa? Đấy, thì các em phải hết sức lưu ý rằng vector nó không phải như cái phần mà số thực, các phép toán về số thực của mình là cộng trừ nhân chia. Thì các phép toán về vector thì nó sẽ có những cái sự khác biệt, bởi vì bản thân vector là một cái đoạn thẳng có hướng. Đấy. Thế thì khi ta thực hiện phép nhân vector với một số thực thì như nào? Khi nhân vector với một số thực, nó cũng khác phép nhân các số thực. Ví dụ 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9. Đấy là phép nhân các số thực. Nhưng vector thì khác, bởi vì vector là có hướng. Thế thì cái hướng đấy có ảnh hưởng gì trong quá trình thực hiện cái phép nhân hay không? Đấy, thì ta đến với cái định nghĩa tích của vector với một số. Ta giả sử có vector A và số thực K. Vector A và số thực K. Các em lưu ý rằng bài này đang xét chỉ là mối quan hệ của vector nhân với một số thực, chứ không phải là hai vector nhân với nhau. Và ta vẫn có phép tính hai vector nhân với nhau. Khi lấy hai vector nhân với nhau thì ta có tích vô hướng hoặc tích hữu hướng. Đấy. Thế thì trong chương trình của mình ở nội dung chương 2 hình lớp 10 ta sẽ học về tích vô hướng của hai vector. Nhưng tích có hướng của hai vector hay còn gọi là hữu hướng thì phải sang đến chương trình lớp 12, học kỳ 2 lớp 12 thì ta mới học tích hữu hướng của hai vector. Đấy. Như vậy là vector khi thực hiện phép tích thì có cả tích của vector với vector và tích của vector với một số. Hiện tại ta đang học là tích của vector với một số. Thế thì người ta cho vector A khác vector 0 và một số thực K cũng khác 0, bởi vì 0 nhân bất kể cái gì thì cũng bằng 0. Do đó điều kiện đây là số thực K và vector A đều phải khác 0. Thế thì nếu cái K này mà lớn 0, K là một số dương, thì tích của K nhân A sẽ cùng hướng với vector A. Còn nếu K mà nhỏ hơn 0 thì tích của vector A nhân K thì sẽ ngược hướng với A. Đấy. Như vậy nếu ta có vector A như này, ta giả sử K bằng 2, thì ta suy được rằng 2 nhân vector A thì sẽ được một vector cùng hướng nhưng mà có độ dài là lớn gấp đôi vector A. Đây là vector 2A. Nhưng nếu là gì? K bằng trừ 2 thì ta được là gì? Trừ 2 vector A thì vẫn được một vector lớn gấp đôi vector A nhưng ngược chiều về vector A. Đây là trừ 2 lần vector A. Đấy. Tức là gì? Nếu K dương thì vector A sẽ cùng hướng với vector tích. Nếu K âm thì sẽ ngược hướng với vector tích. Cái điều này thì các em thấy sẽ quen thuộc ở trong môn vật lý của tầng ra đúng không? Đấy, khi biểu thức lực nhân với một số nào đó, số dương thì cùng chiều, số âm thì ngược chiều, vân vân. Nhưng về mặt độ lớn thì sao? Về mặt độ lớn thì K sẽ không phân biệt âm hay dương. Về mặt độ lớn, K sẽ không phân biệt âm hay dương, bởi vì khi độ lớn thì sẽ là trị tuyệt đối của K. Do đó, ở đây các em thấy rằng K bằng 2 bằng trừ 2 ấy, thì độ dài vector A nhân với 2 thì vẫn bằng độ dài vector A nhân trừ 2. Độ dài của đoạn thẳng, độ dài vector chính là độ dài đoạn thẳng này, và nó sẽ bằng nhau. Được chưa? Đấy, như vậy ta có là độ dài vector của K nhân A thì bằng K nhân với độ dài vector A. Ở đây K lấy trị tuyệt đối. Còn hai trường hợp đặc biệt đó là 0 nhân vector A thì bằng vector 0 và K nhân vector 0 thì cũng bằng vector 0. Chính vì vậy mà ngay từ cái phần định nghĩa này, thầy đã loại trừ hai trường hợp là vector A khác 0 và K phải khác 0 rồi. Bởi vì như thầy vẫn bảo là gì? Số nào nhân với số 0 thì cũng bằng 0. Đấy. Do đó đây là hai trường hợp đặc biệt khi K hoặc A bằng 0 thì kết quả đều cho vector 0. Được chưa? Như vậy trong phần tích của vector với một số này các em cần phải lưu ý đó là gì? Đó là hệ số K dương hay âm thì hướng của vector tích sẽ phụ thuộc vào K. Còn độ lớn thì dương hay âm thì đều giống nhau, bởi vì ta sẽ phải lấy trị tuyệt đối của K nhân với độ dài vector A. Tiếp theo ta đến với tính chất của tích vector một số. Ta vẫn có các tính chất, đó là tính chất giao hoán,
k nhân với vector a cộng b thì bằng k nhân a cộng k nhân b. Hay nói cách khác em chính là nhân phá ngoặc thôi đúng không? Đấy, em hai cái tính chất này chính là nhân phá ngoặc. K nhân a cộng b thì bằng ka cộng kb, hoặc là k cộng l đóng mở ngoặc nhân vector a thì bằng k vector a cộng l vector a. Đây chính là tính chất giao hoán. Tiếp theo đó là tính chất kết hợp. K nhân với l lần vector a thì bằng k nhân l rồi tất cả mới nhân với vector a. Được chưa? Nhân với số 1. Tính chất nhân với 1 thì bằng chính nó, và nhân với -1 thì bằng vector đối. Được chưa? 1 nhân a thì bằng a, -1 nhân a thì bằng trừ vector a. Còn tích với số 0 hay tính chất nhân với số 0 thì ta đã có ở đây rồi. Không nhân gì cũng bằng 0 mà. Như kết quả của 0 nhân với một vector hoặc một vector nhân 0 thì đều bằng vector 0. Được chưa? Thì giống như phép cộng của mình có tính chất gì? Giao hoán, kết hợp, đúng không? Tính phép nhân với số 1, nhân với số 0, vân vân. Thì đấy là tính chất của tích vector một số. Vậy thì cái tích của vector một số này sẽ ứng dụng vào đâu? Sẽ ứng dụng vào đâu? Trong cái nội dung bài tập của mình thì ta có công thức trọng tâm và trung điểm. Công thức trọng tâm trung điểm này thầy đã mở rộng cho các em ở phần trước rồi. Bây giờ ta nhắc lại là trong một tam giác ABC có Y là trung điểm của cạnh BC và G là trọng tâm. Như vậy các em nhớ rằng trọng tâm thì chia độ dài trung tuyến thành 3 phần, đúng không? Đấy, thì ta sẽ có AG bằng 2/3 AI. Vector AG bằng 2/3 vector AI. Và MA cộng MB cộng MC thì bằng 3 lần MG với điểm M là bất kỳ. MA cộng MB cộng MC bằng 3 lần MG với điểm M là bất kỳ. Thì đây là công thức trọng tâm. Tiếp theo là công thức trung điểm. Cho đoạn thẳng AB có Y là trung điểm và điểm M là bất kỳ. Thế ta sẽ có là AI thì bằng 1/2 AB. Vector AI sẽ bằng một nửa vector AB bởi vì Y là trung điểm AB. Nhưng nếu IA thì khác, vì IA và AB sẽ là ngược chiều nên không bằng nhau. Các em phải hết sức lưu ý. Hai vector bằng nhau là phải cùng chiều đã. Được chưa? Tiếp theo là ta có MA cộng MB bằng 2 lần MI. Đây là công thức trung điểm với M là bất kỳ. Thì công thức trung điểm và trọng tâm thì ta đã học ở các nội dung trước rồi. Đấy. Thế bây giờ ngoài việc ứng dụng của tích vector với một số đưa vào công thức trọng tâm và công thức trung điểm, thì ta còn một ứng dụng rất quan trọng mà thường xuyên các em làm bài sẽ gặp phải. Đó là điều kiện cùng phương. Điều kiện cùng phương thầy sẽ mở rộng ra đây. Điều kiện cùng phương. Điều kiện cùng phương. Được chưa? Thế điều kiện cùng phương là như nào? Hai vector cùng phương tức là chúng phải có giá song song hoặc trùng nhau. Có giá song song trùng nhau đúng không? Như vậy ta có này. Nếu vector A bằng K nhân vector B. Vector A mà bằng K nhân vector B. Thì khi đó A và B cùng phương. A và B cùng phương. Hay ta có thể ký hiệu là vector A song song vector B. Đúng chưa? Điều kiện cùng phương. Nếu vector A mà bằng K nhân vector B, thầy không cần quan tâm K là dương hay âm. Bởi vì ở đây ta mới xét là cùng phương thôi, không xét cùng chiều, đúng không? Cùng chiều thì K dương, ngược chiều thì K âm. Nhưng cùng phương thì chỉ cần giá của hai vector AB song song hoặc trùng với nhau thì hai vector A và B đã cùng phương rồi. Được chưa? Như vậy đây chính là tính chất ứng dụng của tích vector một số, đó là A bằng K vector B thì hai vector cùng phương. Mở rộng ra chính là gì? Ta sẽ dùng để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Mở rộng ra ta sẽ dùng để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Tức là nếu ta có vector AB bằng K nhân vector AC thì có phải là suy ra vector AB và vector AC cùng phương không? Mà hai vector này lại trung điểm A. Thế thì từ một điểm chỉ kẻ được một đường thẳng duy nhất song song đường thẳng đã cho thôi đúng không? Do đó là ABC lại phải thẳng hàng. Đấy. Thì từ đây ta sẽ suy được rằng 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Thì đây là một trong những cách tiêu biểu để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Trước đây các em để chứng minh 3 điểm này thẳng hàng thì các em có thể chứng minh góc tạo bởi 3 điểm ABC là bằng 180 độ. Hoặc chứng minh là từ một điểm bất kỳ, ví dụ điểm A đi, ta chỉ kẻ được
đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng D nào đó. Thế thì qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng song song đường thẳng đã cho. Từ đó ta chứng minh được ABC thẳng hàng. Được chưa? Thì bây giờ ta còn thêm một cách chứng minh ba điểm thẳng hàng nữa, đó là vector AB bằng K lần vector AC. Và đây là một trong những nội dung khá là cơ bản thầy đã hướng dẫn cho các em rồi, đúng không? Đấy. Như vậy là bản thân cái việc lúc ta làm bài ấy, thì ta đã ứng dụng luôn cái tính chất của tích vector một số rồi. Được chưa? Đấy, ta đã gặp cái dạng 4 là chứng minh ba điểm thẳng hàng. Đầu tiên là người ta sẽ phải phân tích vector AB, vector AC theo một cái vector trung gian nào đó, một hoặc hai nhiều vector trung gian. Sau đó ta sẽ xem là vector AB và vector AC có tỷ lệ với nhau hay không, tức là bằng K lần của nhau hay không. Nếu bằng thì cùng phương, nếu không bằng thì không cùng phương. Được chưa? Nếu AB mà không bằng K lần AC thì hai vector này sẽ không cùng phương. Mà khi hai vector không cùng phương thì ta sẽ phân tích được vector theo một cái vector khác, theo hai vector không cùng phương. Được chưa? Thì cái nội dung phân tích vector này thì ta có thể đề cập đến ở cái phần sau hệ tọa độ, khi ta học về tọa độ OXY. Được chưa? Đấy. Thì các em nắm cho thầy là cái ứng dụng của tích vector một số này chính là việc chứng minh ba điểm thẳng hàng, hay nói cách khác là hai vector cùng phương. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Các em mở phần bài tập ra chút thầy. Tiếp theo ta đến với nội dung bài tập này của phần tích của vector với một số. Câu 61, cho tam giác ABC, M là trung điểm AB, N là một điểm trên cạnh AC. Khi đó, ok, thì ta sẽ vẽ một cái tam giác ra này. A, B, C. M là trung điểm AB, N là trung điểm, N là một điểm trên cạnh AC. Sao cho NC bằng 2NA, có nghĩa là ta phải chia thành 3 phần bằng nhau. Được chưa? Thì đây là điểm N. K là trung điểm của MN. Đấy. Khi đó người ta hỏi là cái vector AK này bằng cái gì? Vector AK này bằng cái gì? Như vậy đây là một cái nội dung mà phân tích vector AK theo vector ABAC mà ta đã học, đúng không? Phân tích ABAC theo đã học. Thế thì đầu tiên các em nhìn này, vì bây giờ là làm trắc nghiệm, nếu mà phân tích chi tiết thì nó là cách dài rồi, nên ta cứ tạm thời để cái cách tự luận chi tiết đấy để lại đã. Ta thử xem là có phương pháp nào làm nhanh được không. Vector AK đang là hướng xuống, vector AB, AC cũng hướng xuống. Thế thì hai vector AB, AC hướng xuống cộng lại với nhau thì mới có khả năng hướng xuống được. Như vậy chắc chắn phải là phép cộng. Nếu trừ thì sao? Vector AC là hướng lên, trừ vector AC thành hướng lên. AB hướng xuống, AC hướng lên thì vector tổng sẽ phải cộng là hướng sang bên trái. Mà AK hướng xuống, nhựa chắc chắn phép trừ là sai. Thầy bỏ được ngay hai đáp án B và D. Được chưa? Bây giờ ta chỉ còn gì? 1 phần 6 AB cộng 1 phần 4 AC hay 1 phần 4 AB cộng 1 phần 6 AC mà thôi. Đúng chưa? Đấy. Thế thì ở đây thầy sẽ thấy rằng ta sẽ phải thử đi, thử sẽ có thể nhanh hơn. 1 phần 6 AB. Ở đây người ta đang cho M là trung điểm. Thế thì thầy sẽ ưu tiên cái 1 phần 4 này trước, vì 1 phần 4 AB sẽ là trung điểm của AM tiếp. Đây là vector 1 phần 4 AB. Vector 1 phần 6 AC thì AN bằng 1 phần 3 AC thì 1 phần 6 AC cũng là trung điểm của AN. Thế thì ta thấy rằng gì? Đây, khả năng nó ra được cái gì? Hình bình hành, đúng không? Khả năng ra được hình bình hành. Như vậy đáp án C là sẽ là đáp án đúng. Còn nếu ta dùng 1 phần 6 AB thì sao? Thì cái điểm M, cái điểm N này sẽ không tác dụng này. Ta phải chia lại cái này thành 6 phần, đúng không? Đấy, thì lại chia 3 phần này ra và lấy tít bên đây, xong cái dài này xuống dưới. Và thầy thấy rằng nó không hợp lý. Như vậy là dựa theo phán đoán hình vẽ và tỷ lệ của vector thì ta sẽ chọn được ngay đáp án C mà không cần phải phân tích. Thì do không cần phân tích tự luận. Còn trước đây bài này thầy đã hướng dẫn các em một lần rồi, thì nhớ đã hướng dẫn các em một lần rồi thì ta phải phân tích vector, đúng không? Như vậy bây giờ thầy sẽ phân tích. Bây giờ thầy vẫn làm theo cách phân tích để các em đối chiếu. Ta có K là trung điểm của MN, đúng không? Thế thì AK sẽ bằng 1 phần 2 AM
cộng an vector. Nhân tung ra AM lại bằng 1 phần 2 AB, thì 1 phần 2 với 1 phần 2 AB thì bằng 1 phần 4 AB, cộng AN thì bằng 1 phần 3 AC, nhân thêm 1 phần 2 nữa thì có phải bằng 1 phần 6 AC không? Như vậy ta có đáp án C là đáp án đúng. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là dù tính tự luận hay là phán đoán thì ta cũng ra đáp án C. Tuy nhiên là gì? Cái việc tính tự luận đây là thầy còn trình bày tắt. Cái thứ hai là cái ý này là người ta cho sẵn các trung điểm các cái này rồi, thầy không cần phải giải thích AN bằng 1 phần 3 C nữa. Nhưng làm tự luận các bạn phải giải thích thêm vào. Được chưa? Đấy. Ta đến với câu 62. Cho tam giác. Ok, ta vẫn phải vẽ tam giác rồi. A, B, C. G là trọng tâm tam giác ABC. Trọng tâm thì phải là đây là G. N là điểm xác định bởi CN bằng một nửa BC. Vector CN mà bằng 1 phần 2 vector BC. Đấy, em lưu ý này, CN và BC đang ngược chiều nhau. BC đây, đúng không? Thế thì CN lại phải hướng sang bên này cơ. À, hướng sang bên này thì CN mới bằng 1 phần 2 BC. Xin lỗi, CN đang 1 phần 2 BC, thế thì điểm N phải hướng sang bên ngoài này. Như vậy thì cái hình của mình nó đang bị vượt ra khỏi cái đề bài này. À, cái tờ giấy này. Thầy sẽ đổi lại đỉnh là đỉnh B đây và đỉnh C đây nhé. Thế thì ta sẽ có đây BC và 1 phần 2 của BC chính là vector CN. Thầy sẽ lấy một lửa. Hệ thức AC theo AG và AN. Người ta bắt mình phân tích AC theo AG và AN. Gọi điểm Y đi. Như vậy AC theo AG AN thì hợp lý rồi, bởi vì cùng chiều, đúng không? Như vậy ta sẽ có là AC thì phải bằng AG cộng AN. Có thể nhân theo tỷ lệ nào đó, nhưng chắc chắn phải là AG cộng AN, vì nó đang cùng chiều. Thế thì cái vector AG trừ AN này, này là có vấn đề rồi. Trừ AN là hướng lên trên này, đúng không? AG cộng với trừ AN là sẽ hướng sang bên phải. Các em lưu ý nhá, các em hình dung này. Trừ AN là hướng lên, AG hướng xuống, thì vector tổng của AG AN phải hướng sang phải, mà AC hướng xuống dưới, lên các đáp án trừ cũng sai. Đấy, đây là dựa vào hướng của vector ta đã loại được 50-50 rồi. Ít nhất là bạn nào không làm được thì có thể 50-50 hai đáp án này. Tiếp theo ta sẽ có cái gì? Thầy để ý rằng đây là trung điểm. Đây trung điểm thì nếu nối đây vào thì nó sẽ là đường trung bình, đúng không? Và song song cái này. Thì nếu người nối vào đây, đúng không? Nếu nối vào đây thì nó cũng trở thành một hình bình hành. Đúng chưa? Đấy. Thầy chỉ cần từ CG kẻ đường song song với AN thôi, xong từ đây kẻ song song thì nó là hình bình hành. Như vậy cái mà ta cần tìm này, vector AC này sẽ bằng cái vector AG này cộng với cái vector này, đúng không? Gọi là N phẩy đi. Đấy. Ta chỉ cần tìm xem AN phẩy bằng bao nhiêu lần của AL mà thôi. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ ta xem AG như nào. Ở đây đề lại không cho vector nào là vector AG. Không cho vector AG mà người ta toàn cho là 2 phần 3, 4 phần 3, 3 phần 4 AG. Đấy. Như vậy là cái trường hợp này của mình là đang sẽ không dùng được. Nó không phải là không đúng mà là không dùng được, bởi vì đáp án không có. Bởi vì để là đường chéo hình bình hành có rất nhiều khả năng. Có thể kẻ như này, đúng không? Kẻ như này. Đấy, ta có thể tổ hợp ra rất là nhiều khả năng để ra cái đường chéo hình bình hành mà. Bây giờ thầy mới thử. Ta chỉ còn hai trường hợp này thôi, đúng không? 1 phần 2 AN thì nếu lấy L là trung điểm. Nếu lấy L là trung điểm của A, N phẩy là trung điểm của AN, vì đây đều là 1 phần 2 AN. Nếu lấy N phẩy là trung điểm này, thì các em phải từ N phẩy kẻ đường song song hay nối với C này, rồi song song ra đây. Đúng chưa? Đấy. Thế nữa ta sẽ phải tìm xem là cái đoạn
song song này nó có trùng với cái điểm nào trên cái AG được không? Do thầy vẽ bằng tay, ở đây do thầy vẽ bằng tay, nên ta đang không xác định được. Nhưng nếu vẽ thước hẳn tử tế thì các em sẽ xác định được đáp án luôn. Vì sao? Ta chỉ còn hai đáp án là 2 phần 3 và 4 phần 3. 2 phần 3 là nhỏ hơn AG. Thế nếu cái đường song song này mà cắt, đây là điểm G mà, lùi lại ở một chút thì sẽ là 2 phần 3. Mà trước điểm G như này thì là 4 phần 3. Đúng không? Đấy. Thì thầy sẽ thử kẻ bằng thước nhé. Từ đây ta kẻ đường song song như này này. Đúng không? Đấy. Thử gióng bằng thước thử thôi. Đấy. Thấy chưa? Các em thấy song song không? Cái led song song này của mình lại nằm sau cái điểm G. Điểm G này là 2 phần 3 mà. Ta cũng đo thử xem. 2,6 cm. 2,6. Thế có phải là 9,3,2,7 không? Nhựa điểm G là mình lấy khá là chính xác rồi. Được chưa? 9 mm. Thế thì nếu ta lấy cái led song song này thì ta thấy nó nằm trước AG, nằm trước điểm G. Thế thì chắc chắn phải là 2 phần 3 AG. Được chưa? Đấy. Chắc chắn phải là 2 phần 3 AG. Thế bây giờ ta sẽ đi chứng minh tự luận tiếp. Thầy vừa, những cái câu đầu tiên này thầy vừa làm cả hai cách cho các em. Vừa cách phán đoán, vừa cách tự luận. Còn sau này khi các em quen rồi có thể chỉ cần phán đoán thôi, thì ta không cần phải làm như cái câu 1 trên kia nữa, hoặc như câu 2 này. Ta có C là trung điểm của NI đúng không? Thì ta có AC bằng 1 phần 2 AN cộng với AI. 1 phần 2 AN cộng AI bằng 1 phần 2 AN giữ nguyên, vì ta đã có 1 phần 2 AN ở trong đáp án rồi. 1 phần 2 AI. Mà AG bằng 2 phần 3 AI đúng không? I là trung điểm của BC mà. Ta có bằng này. 1 phần 2 AN cộng. Bây giờ ta sẽ thay. AG bằng 2 phần 3 AI. Được chưa? Thế thì AG bằng 2 phần 3 AI thì AI sẽ phải bằng 3 phần 2 AG. Đúng không? Như ta cộng 1 phần 2 nhân với 3 phần 2 AG. Kết quả ta được là 3 phần 4 AG cộng 1 phần 2 AN. 3 phần 4 AG cộng 1 phần 2 AN. Như vậy ta thấy đáp án đây đang bị gõ sai. Vẫn khẳng định là nó nhỏ hơn AG một chút, nhưng mà sẽ là 3 phần 4. Thì đây thầy sẽ lấy cái bút xanh, thầy kẻ lại cái led đấy cho em, và ta sẽ thấy nó hợp lý. Gióng song song nhá. Đấy. Thì đúng ra cái vector của mình nó sẽ nằm ở đây thôi. Đấy, vector của mình là cái đoạn vector này. Thì nó chỉ nhỏ hơn AG một chút thì nó sẽ bằng 3 phần 4. Còn như 2 phần 3 thì nhỏ hơn hơi nhiều. Tuy nhiên là gì? Do trước khi ta phân tích này thì ta thấy rằng chỉ có hai đáp án này thôi đúng không? Mà ta biết chắc nó nhỏ hơn thì ta chọn này. Và lỗi này là do cái đề này đang bị gõ sai. Đi thi mà đề gõ sai thì em được điểm. Do đó các em không cần phải phân biệt quá nhiều về việc là nó ra 3 phần 4 hay 2 phần 3. Bởi vì ta đang làm theo phán đoán. Cứ nhỏ hơn 1 hay lớn hơn 1 mà thôi. Còn trong trường hợp này thì ta sẽ phải sửa lại. Bởi vì ở đây này, 4 phần 3, 3 phần 4 thì ở đây đúng là phải 3 phần 4 thì nó mới hợp cấu trúc của cái đề này. Hai câu cộng, hai câu trừ là 4 phần 3 3 phần 4, thì hai câu cộng về 4 phần 3 3 phần 4. Như ở đây khả năng là do gõ sai cái này, và ta vẫn chọn đáp án A. À, được chưa? Thì đấy là cách phán đoán, các em thấy là rất là nhanh. Tiếp tục ta sang câu 63. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý, hãy chọn hệ thức đúng. Đã là M tùy ý rồi, bây giờ người ta bắt chọn hệ thức đúng thì ta cứ thử xem là ta sẽ sử dụng được cái như nào. Ở đây nó cho biểu thức khá là dài. Toàn bộ vế trái là giống nhau. Toàn bộ vế trái giống nhau. Thầy sẽ vẽ tam giác ABC. Vì điểm M là tùy ý đúng không? Ta lại có là 2MA cộng MB. 2 lần MA cộng MB. Vì M tùy ý thì thầy sẽ lấy đặc biệt luôn. Thầy chia AB làm 3 phần. Lấy điểm M ở đây.
chia AB làm 3 phần lấy điểm M đây. Mục đích là gì? Để 2 lần MA cộng với MB sẽ bằng 0. MA mà 2 lần MA thì sẽ gấp đôi lên độ dài sẽ bằng đoạn MB chưa? Nhưng mà hai vector là ngược chiều. Thế thì khi ta lấy M là điểm đặc biệt như này thì 2 MA cộng MB bằng 0 luôn. Thế ta chỉ còn là trừ 3 MC thôi. Trừ 3 MC thì chính bằng CM. Đúng không? Như vậy vế trái sẽ bằng vector CM. Bây giờ ta xem vế phải. AC cộng 2 BC. AC cộng với 2 lần BC. AC hướng xuống, BC hướng sang. Thế thì vector tổng phải là hướng xuống như này. Không thể bằng CM được rồi. Đúng không? Vector hướng xuống cả hướng sang phải thì vector tổng cũng phải hướng chếch xuống và sang phải. Nó là đường chéo mà, còn đây chếch lên. 2 lần AC cộng BC cũng vậy, 2 lần AC cộng BC thì vẫn là chếch sang phải và hướng xuống nên cũng sai. CA cộng CB, CA cộng CB có khả năng. Có khả năng nhé. CA hướng lên, CB hướng sang thì CM hướng lên. Đấy, có khả năng này. 2 lần CB trừ CA. CB đây. Trừ CA chính là cộng với AC. Như vậy là CB hướng sang trái, CA hướng xuống dưới, chính là AC hướng xuống dưới, thì vector tổng phải là chếch sang trái và hướng xuống. Như vậy là không thể hướng lên trên như này được. Do đó ta thấy đáp án C là thỏa mãn nhất. Đáp án C là có thể thỏa mãn nhất. Được chưa? Đấy, các em lưu ý nhé. Đây ta đang xét là hướng của vector. Đang xét hướng vector. Còn việc mà cái đáp án nó bị sai về tỷ số ấy, thì đấy là do gõ sai thôi. Thầy ví dụ lại này. Trừ CA. Thầy dùng bút xanh đi. Trừ CA thì chính bằng vector AC. Vector AC là hướng xuống như này. Thầy vẽ đại diện là mũi tên hướng xuống thôi. Vector CB. 2 lần CB nữa là hướng sang này. Đúng không? Thế thì một thằng sang một thằng xuống thì ta sẽ ra vector tổng. Bắt buộc phải là một vector chếch xuống như này. Chứ không thể chếch lên được. Đúng không? Thế thì sai về hướng rồi thì đương nhiên là không thể bằng nhau được rồi. Vì hai vector bằng nhau là phải gì? Cùng phương, cùng chiều. Đúng không? Đấy. Như vậy chỉ còn mỗi thằng CA, 2 lần CA cộng với CB này thì có khả năng là gì? Cho cùng hướng CM. Được chưa? Đấy, ví dụ 2 lần CA lên trên này. CB. Đây, CA đây. CB hướng sang đây. Hình bình hành. Đấy. Nếu theo cái này thì ta phải thấy nó phải bằng 2 lần CM thì hợp lý. Đúng không? À đây, nhưng mà ta đang có 3 lần CM cơ mà. Đúng chưa? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ vẽ trường hợp của câu C. Thầy vẽ trường hợp câu C nhá. Thầy dùng bút khác màu vẽ trường hợp câu C để các em thấy nó sẽ có khả năng đúng. Đây là 3. Thì nó lên có thể là 6. Đấy. 2 lần CA cộng với CB. Thì cộng CB có phải là sẽ vẽ ra được một cái hình bình hành không? Đây là cạnh là 4. 2, 4. Đến đây. Đấy. Thế thì vector tổng của mình phải là đường chéo của bình hành. Các em thấy không? Lối vào nó đã thấy thẳng chưa? Đúng không? Và rõ ràng là nó chia khoảng tầm 3 phần không? 1 phần, 2 phần, 3 phần thì bằng 3 lần CM chưa? Đấy. Như vậy là dựa vào hướng của vector là ta đã có thể làm nhanh được cái bài tập như này rồi. Như ta có đáp án là C. Ok chưa? Tiếp tục, ta đến với câu 64. Ta đến với câu 64. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Phân tích AM theo hai vector. Thì đây là công thức trung điểm rồi đúng không? Vector AM sẽ bằng 1 phần 2 vector AB cộng vector AC. Đúng chưa? Thế thì ta được là AB cộng AC trên 2. Câu này là câu công thức rồi. Tiếp tục, ta đến với câu 65. Cho tam giác ABC. E là điểm trên BC sao cho biểu diễn AE. Như vậy ta sẽ phải sang trang, ta vẽ tam giác ABC.
A, B, C này. E là điểm trên BC, sao cho BE bằng 1 phần 3 BC. BE 1 phần 3 BC ta chia làm 3 phần bằng nhau. E đây. Đúng không? Ta chia làm 3 phần bằng nhau. Bây giờ người ta có 4 cái bước, học sinh làm như này người ta hỏi bước nào sai. D là trung điểm EC. D là trung điểm EC. Thế thì BE bằng ED bằng DC. Đúng. Vector AD bằng 1 phần 2 AE cộng AC. Đúng, công thức trung điểm. AE sẽ bằng 1 phần 2 AB cộng với 1 phần 2 AD. 1 phần AD sẽ bằng 1 phần 4. Đúng không? Đúng. Nhân tung ra này. AE sẽ bằng, ta đang có là, chỗ này làm hơi tắt thì ta sẽ phải viết tiếp này. AE mà trừ đi 1 phần 4 AE thì sẽ là gì? 3 phần 4 AE. Thì chỗ này ta sẽ viết thêm một bước nữa là 3 phần 4 AE bằng 1 phần 2 AB cộng 1 phần 4 AC. Đấy. Sau đó ta nhân cả hai về với 4 phần 3. 4 phần 3 thì sẽ được là 2 phần 3 AB 1 phần 3 AC. 1 phần 3 AC, 4 phần 3 là 2 phần 3 AB. Đúng rồi. Cách giải trên sai bước nào? Thực ra ta đang chưa thấy sai. AD thì bằng 1 phần 2 AE cộng AC, đúng, công thức trung điểm. BE, ED, DC bằng nhau, đúng. Bởi vì chia 3 phần, lấy 1 phần trong D lại là trung điểm của EC, thì là 3 phần bằng nhau. AE bằng 1 phần 2 AB cộng với AD. Chính là 1 phần 2 AB cộng 1 phần 2 AD. 1 phần 2 AD chính là bằng 1 phần 4 AE cộng AC. Nhân tung vào thì ta được là 1 phần 4 AE này. AE mà trừ đi 1 phần 4 AE thì còn là 3 phần 4 AE. 3 phần 4 AE bằng 1 phần 2 AB cộng 1 phần 4 AC. Sau đó ta sẽ gì? Chia cả hai vế cho 3 phần 4. Chính là nhân với 4 phần 3 hai vế. 4 phần 3 thì sẽ được 2 phần 3 AB. 4 phần 3 thì sẽ là 1 phần 3 AC. Ở đây cả 4 bước này đều đúng. Nếu có chăng thì ở cái bước 4 này là do làm tắt mà thôi. Được chưa? Bởi vì từ bước 3 này ta phải thông qua một phép tính như này thì ta mới ra được cái phép tính của bước 4 này. Và nó sẽ là suy ra AE bằng cái này. Như vậy ta có thể miễn cưỡng chọn cái đáp án D này. Được chưa? Đấy, vì lỗi làm tắt. Chứ còn kết quả này thì vẫn đúng. Bởi vì rút gọn từ biểu thức này xuống đây thì vẫn ra cái này. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục. Câu 66. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt GA, GB. Hãy tìm MN để có BC bằng MA cộng với NB. Ta vẽ hình. A, B, C. G là trọng tâm. GA thì bằng vector A nhỏ. GB bằng B nhỏ. Đây là A nhỏ, đây là B nhỏ. Vector BC sẽ bằng A cộng B này. BC là hướng sang bên này. Mà lại bằng A cộng B là hai thằng hướng lên và hướng sang này. Thế thì riêng về hướng là đã không thấy đúng rồi. Đúng không? Như vậy là để ra được vector BC, các em lưu ý nhé, để ra được vector BC thì các em phải thỏa mãn là hướng của nó đúng đã. Ở đây vector AB ta chỉ có thể đảo ngược chiều khi nhân trừ mà thôi. Đúng không? Đấy. Để BC sang như này thì ta sẽ phải làm như nào? BC bằng MA mà. Được chưa? Đấy. Các em hoàn toàn thể dùng tự luận để chứng minh. Nếu ta thêm điểm I và M vào
thì các em có thể phân tích được vector BC theo cái vector BM và AI, vân vân. Đấy, nhưng đầu tiên ta nhìn theo hướng của vector trước đi. Ta nhìn hướng để ta làm theo cách hướng vector đã. BC hướng sang phải. GB lại hướng sang trái. Thì nếu GB hướng sang phải thì sao? Đấy, nếu GB hướng sang phải như này. Cộng với vector thì vector AG hướng xuống dưới. Hướng xuống dưới thì AG, GA mà thì thành AG xuống đây. Sang phải như này. Thì mới có thể đấy tổng hợp ra được hình bình hành. Đúng chưa? Như vậy khả năng là cả hai vector này đều phải nhân với dấu trừ. Như vậy khả năng chính là đáp án D hoặc đáp án B này. Bởi vì nếu chỉ có một hai thằng dương chắc chắn loại rồi. Đúng không? Hai thằng dương chắc chắn loại vì hai thằng quay lên mà. Như vậy là ta đã loại được C và A rồi. Thì chỉ còn trường hợp hai thằng trừ thôi. Thế bây giờ hai thằng trừ thì có một thằng gấp đôi thì xem thằng nào gấp đôi. Nếu vector BG mà gấp đôi. BG gấp đôi thì nó sẽ ra cái tầm này. BG gấp đôi và AG đúng hướng xuống không? Song song. Đúng. Đúng được rồi đấy, đúng không? Nhưng nếu ta thử nốt trường hợp này, AG mà gấp đôi đi. Thì cái thằng BG mình phải giữ nguyên đúng không? BG đây. Và AG gấp đôi là nó sẽ hướng xuống như này. Thế thì ra vector này cũng sai. Như vậy ta chỉ còn trường hợp là đáp án D. Ừ. Thầy cái này thầy khoanh nhầm nhé. Nó phải là đáp án B. Bởi vì ta đang là gấp đôi GB. Mà GB này chính là B nhỏ. Thì B nhỏ là ứng với cái N này. Như vậy là N phải bằng trừ 2 còn B bằng trừ 1. Được chưa? Đấy. Ok nhá. Như vậy bài 66 đấy các em thấy rằng phán đoán cái hướng của vector và cái dựa vào tỷ lệ của các vector độ dài nó là ta có thể chọn được ngay đáp án. Mà không cần làm theo phương pháp tự luận nữa rồi. Được chưa? Đấy.